đúng ra tối nay Ti Ti hẹn tôi đi ăn cơm, nhưng vừa nghe nói tôi rủ thêm anh thì lập tức đổi ý nói không tới. Có phải hai người cãi nhau không? Không, chúng tôi không cãi nhau. Tôi bị cổ tát một cái thôi. Cổ tát anh? Là gì chứ anh biến thái hả? Cái gì chứ biến thái cái gì? Cách ra đi. Nè, cô đó sao cô lại ở đây thiệt tình nè? Nói anh tại sao lại ở đây thì đúng nè, hơn á. Tôi hỏi cô lại hỏi tôi là sao? Anh đi chết đi. Là gì chứ anh đánh chết biến thái rồi. Anh thường lúc tôi sai lợi dụng tôi. Anh không phải con người, đừng nham nhở. Nè nè, khoan đã. Nè nè, đứng lại. Cô nghe tôi nói hết đi. Tối qua tôi không có làm gì hết, sai như vậy còn làm được cái gì? Anh nói thì tôi tin hả? Tôi và cô thực sự không có cảm giác nam nữ. Trước giờ cũng không. Nê tiện. Cổ vì những chuyện chưa hề xảy ra mà giận tôi. Gần đây công việc của cổ không suôn sẻ, đúng là có chút nóng nảy. Hạ cơn giận sẽ không có gì nữa. Hy vọng là vậy. Khuya lắm rồi, anh không cần về nhà sao? Tôi đã nói với ông bà nội, tôi không về nhà nữa. Treo cổ cũng phải lấy hơi chứ. Lộ Lâm của anh bận như vậy, có cần thêm người phụ giúp không? Tôi có thể tới đó. Cô không cần tới anh Xuân Đường sao? Tôi có ngày nghỉ mà. Tôi rất muốn nhân cơ hội này học hỏi nhiều hơn. Con người của Hunter có vẻ tốt lắm. Đáng lý cô phải làm rất vui mới đúng chứ. Chỗ của anh đúng là có nhiều bệnh nhân, nhưng đa phần đều tới tìm tôi nắng xương, thon mặt. Nhiều khi tôi cũng không biết bản thân là kỹ thuật thẩm mỹ hay là thầy thuốc trung y. Nếu vậy cô phản ánh với ông chủ đi. Không làm chỗ này thì cũng có thể làm chỗ khác. Nè, nè, cô đừng uống nhiều quá, dễ xảy ra chuyện lắm. Nếu là bạn thì cùng uống đi. Hôm qua sau khi bị cô tát xong tôi vẫn còn đau đi. Có phải nên nói con xin lỗi không? Nói như vậy cô còn giận hơn nữa. Nè, thực ra hôm đó hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Cô đừng giận quá. Vậy thì ê à quá đi. Sao cô lại ở đây? Cô muốn gì vậy? Tôi hỏi anh đó, sao anh lại ở đây? Đưa điện thoại đi, làm tức xóa cho tôi, mau lên, xóa đi, mau lên. Không được, trễ quá rồi. Thầy thuốc Trịnh đang coi, thầy thuốc Trịnh cũng coi nữa. Đừng mà, tôi giết chết cậu. Bye bye. Đang có gì đó? Không có gì. Cô đừng nghe băng hán nói lung tung. Chúng tôi không có gì, chỉ là hôm qua uống say quá, không hiểu tại sao khi tỉnh dậy thì nằm trên giường của anh. Thật ra tiểu phẩm của Richie tệ vô cùng. Không chừng là tiểu phẩm của tôi kém. Dù sau đó cũng là phòng con trai. Tôi nghĩ có lẽ do sau khi tôi uống say đã lên giường của ảnh. Đại ca à, cô không cho anh ta nhân lúc uống say đã ẩm cô lên giường hả? Sao cô nói ảnh nham nhở vậy chứ? Cô thân thì thân, cũng không thể để ảnh lợi dụng cô như vậy. Tôi cảm thấy có thể là do lợi dụng ảnh. Cô không biết thôi. Khi tôi tỉnh dậy, mặt của ảnh gần dày nè. Tôi nhìn thấy cũng giật mình, tim còn đập thình thịch nữa. À phải, chẳng phải hôm nay cô nghỉ sao? Sao lại tới đây? Hôm nay tôi tới phụ thầy thuốc đới làm chăm cứu, luôn tiện học hỏi thêm. À phải, tôi định sẽ tới phòng khám Lộ Lâm của Ri Si phụ. Anh đồng ý rồi hả? Anh ok, có vấn đề gì không?
Bó hoa này đẹp quá đi, tôi sợ không xứng với nó. Cô cầm giùm tôi đi. Xứng với Hikaru hơn, tôi mua nước uống. Ban ngày ban mặt mà uống bia hả? Đâu có đâu, tôi đang định cai luôn bia nè. Bia cũng hợp với anh lắm á. Đàn ông các anh thích nhất là uống rượu say có cớ để làm bậy mà. Nè, tôi biết tấm hình đó rất dễ làm cho người ta hiểu lầm, nhưng mà thực ra tôi và Hikaru hoàn toàn không phải như cô đã nghĩ đâu. Xem chút tôi quên mất, ngày đầu tiên khi tôi biết anh đã rất thích diễn cớ bản thân say rượu đi chọc ghẹo con gái. Thật tình tôi không nên cảm thấy bất ngờ. Tôi thực sự không lăng nhăng như vậy. Cho dù tôi và Hikaru ngủ chung một giường, không có nghĩa là có chuyện gì, cũng không có nghĩa là tôi có cảm tình với cổ. Anh cũng không có cảm tình với tôi vậy? Nè, khác vô cùng. Tôi không có cảm tình với Hikaru, nhưng mà đối với cô, kiểu không có cảm tình đó là rất khác nữa. Là... Sao nói không lăng nhăng? Anh coi anh có hấp tấp không? Để tôi cầm giùm cho.